Xin chào quý vị, đây là chuyên mục Đối thoại mỗi ngày. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi đem đến quý vị một chủ đề mới hiện sẽ là một điều quan tâm của rất nhiều các bậc phụ huynh có con nhỏ. Đó là việc thực hiện đề án trông giữ trẻ mầm non từ 6 đến 18 tháng tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh. Và để trò chuyện về chủ đề này, xin mời quý vị cùng tham dự cuộc đối thoại với Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, Thạc sĩ Nguyễn Tiến Đạt. Trong điều kiện phát triển kinh tế và đô thị hóa, nhu cầu của người dân là được gửi trẻ sớm hơn. Hiểu được nhu cầu đó, thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai thí điểm để giúp những gia đình không có điều kiện giữ trẻ ở nhà có thể an tâm đưa con đến trường. Bắt đầu từ năm học 2014-2015, thí điểm nhận giữ trẻ từ 6 đến 18 tháng tuổi tại một số trường mầm non công lập. Việc nhận trông giữ trẻ là một chủ trương mới nhằm đáp ứng nhu cầu gửi trẻ nhỏ của phụ huynh sau những sự việc đáng tiếc xảy ra tại các nhà trẻ tư nhân tự phát trong vài năm gần đây. Hiện tại công tác nhận giữ trẻ từ 6 đến 18 tháng tuổi đã được thực hiện tại nhiều trường mầm non công lập tại các quận huyện thí điểm thực hiện mô hình này, và trong tương lai mô hình sẽ được mở rộng để đáp ứng nhu cầu của nhiều phụ huynh, đặc biệt là tại các vùng ven quanh các khu chế xuất, khu công nghiệp. Thưa ông, kể từ lúc mà thành phố thông qua đề án về việc trông giữ trẻ mầm non từ 6 đến 18 tháng tuổi đến nay, thì ông đã có những cái đánh giá sơ bộ như thế nào về mức độ thành công của đề án này? Đây là một cái để nghị quyết của Hội đồng Nhân dân đáp ứng được một cái nhu cầu rất là bức xúc, nhất là đối với công nhân thành phố Hồ Chí Minh. Người công nhân có con nhỏ mà thời gian nghỉ hậu sản hiện nay chỉ là 6 tháng, nên cái nhu cầu gửi con để đi làm là một cái nhu cầu rất là bức xúc đối với công nhân. Để đáp ứng được cái nhu cầu đó, ngành giáo dục đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng cái đề án giữ trẻ từ 6 tháng tuổi đến 18 tháng tuổi với cái nghị quyết 01 của Hội đồng Nhân dân thành phố ngày 14 tháng 6 2014 bắt đầu thí điểm giữ trẻ 6 tháng tuổi đến 18 tháng tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một công việc rất là mới mẻ, một cái việc đòi hỏi có một sự chuẩn bị hết sức chu đáo từ cơ sở vật chất, từ đội ngũ thầy cô giáo để đảm bảo được cái an toàn khi nhận trẻ ở cái lứa tuổi rất nhỏ này. Ngành giáo dục đào tạo đã phối hợp với trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và trường Mẫu giáo Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh cử 500 cán bộ quản lý và giáo viên đi học 6 tháng về những cái kỹ năng, kiến thức, tâm lý và cái kỹ năng chăm sóc trẻ ở lứa tuổi này. Đồng thời với sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, thì Sở Tài chính đã cấp kinh phí kịp thời 120 triệu đến 300 triệu để trang bị cơ sở vật chất. Trước mắt thì trong năm học 2014-2015 thì chỉ thực hiện trên 8 cái quận huyện mà có đông công nhân. Các quận huyện cũng dùng ngân sách của địa phương mình để cấp thêm, đáp ứng được cái khoa học nuôi dạy trẻ từ 6 tháng tuổi tới 18 tháng tuổi một cách đầy đủ nhất. Thưa ông, là khi mà tôi tìm hiểu những thông tin về cái đề án này, thì ở những tháng đầu tiên thì hầu hết báo chí đều thông tin rằng là các lớp trẻ mầm non này đều rất vắng. Và đến thông tin gần đây thì bắt đầu có những thông tin như là có những tín hiệu đáng mừng. Vậy thì ông có thể chia sẻ rằng là bên cạnh cái việc là đầu tư vào trang thiết bị vật chất và nâng cao cái chất lượng về con người, tức là nhân sự, là giáo viên, thì chúng ta có những cái hình thức tuyên truyền như thế nào để ít nhất là các phụ huynh họ không cảm thấy sợ khi mà phải đem những đứa trẻ còn rất là nhỏ gửi vào những cái lớp học như thế này ạ? Đối với cái lứa tuổi từ 6 tháng tuổi tới 18 tháng tuổi đó, về mặt khoa học, nếu gia đình có điều kiện thì sống trong cái vòng tay của ba mẹ, ông bà là tốt nhất. Nhưng mà thực tế ra có nhiều cái gia đình mà không có điều kiện mà ba mẹ trực tiếp nuôi dưỡng hoặc là ông bà nuôi dưỡng, thì đây là nhu cầu có thật. Từ tới tháng 9 năm 2014 á, thì cơ sở vật chất và đào tạo giáo viên cho cái việc nuôi dạy trẻ này mới hoàn tất. Như vậy hiện nay chỉ trong tháng 10 và tháng 11 thì bắt đầu là tiếp nhận trẻ. Mà chúng ta biết rằng đối với tiếp nhận trẻ, nhà trẻ thì không thể tiếp nhận một lúc nhiều trẻ, mà phải tiếp nhận từng trẻ một, ít nhất một tuần, có khi phải là 2 tuần. Để cô giáo nắm được cái thói quen về ăn ngủ của từng trẻ, để mà có thể lập ra một cái kế hoạch chăm sóc riêng cho từng trẻ. Đến tháng 12, số trẻ dự kiến nhận là 100 trẻ. Hiện tại chúng ta đã áp dụng những cái chuẩn như thế nào cho những cái lớp trẻ như thế này? Ông có thể chia sẻ để phụ huynh có thể yên tâm. Chẳng hạn như là một cái diện tích dành cho một đứa trẻ là bao nhiêu, và cái một cô giáo có thể chăm sóc tối đa là bao nhiêu trẻ,
thì có thể đảm bảo được cái mức độ chăm sóc tốt nhất. Quy định hiện nay thì một cái nhóm trẻ mà trong lứa tuổi này đó thì không quá 8 cháu trong một cái lớp. Với cái diện tích là 64 mét vuông, nếu từ 6 đến 10 12 tháng đó thì phải 3 cô cho một nhóm, và từ 13 tháng đến 18 tháng thì cần 2 cô cho một nhóm. Thứ hai là cần tất cả các cái thiết bị để cháu phải vẫn được phát triển bình thường, ví dụ như là không gian tắm nắng nè, rồi massage nè, rồi tập vận động cho cháu nè, rồi phát triển ngôn ngữ cho cháu nè, rồi phát triển cảm xúc cho cháu. Hiện nay về gửi một cháu ở nhóm tuổi này thì phụ huynh chỉ mất khoảng 1,3 triệu đến 1,5 triệu một cháu mỗi tháng mà thôi. Về cái vấn đề thời gian thì chúng ta có những cái cách thức như thế nào để hỗ trợ? Để mà giữ theo ca làm việc của công nhân đó, thì tôi nghĩ khi xây dựng xong các cái trường mầm non ở những khu chế xuất khu công nghiệp và một cái cơ chế hỗ trợ của các doanh nghiệp để tăng thêm cái nhân sự cho trường mầm non. Tại một cô giáo nhà trẻ khi nhận trẻ 7 giờ thì đã có mặt ở trường là 6:30, 18 giờ các cô giáo mới rời khỏi trường, thì đã làm 12 tiếng làm việc trong một ngày rồi. Do đó muốn giữ theo ca công nhân thì chắc chắn phải có một cái đội ngũ để đảm bảo cái ca làm việc sao. Thì như vậy đòi hỏi phải tăng cái nhân sự cho trường mầm non, hoặc là doanh nghiệp sẽ hỗ trợ cái chi phí này. Ông có thể đưa ra một vài những cái hướng dẫn và những yêu cầu để cho những phụ huynh có nhu cầu gửi con ở những cái lớp này, là họ cần phải đáp ứng được những cái yêu cầu gì? Ba mẹ đó đều phải là đi làm và phải có cái ca thứ ba tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi gửi trẻ thì cũng phải đến xem về cơ sở vật chất, cùng bàn với các cô giáo về những thói quen của trẻ. Nhà trường cũng yêu cầu phụ huynh là cùng ở lại chăm sóc trẻ những giai đoạn đầu. Về phía các phụ huynh thì chúng tôi cũng hy vọng là các phụ huynh hãy coi đây là một trong những cái nỗ lực của thành phố trong việc giải quyết khó khăn cho mình, nhưng cũng không thể phó mặc cho các trường học, và để coi đây là một cái việc chút nhẹ gánh nặng. Bởi vì dù sao những đứa trẻ từ 6 đến 18 tháng tuổi còn rất nhỏ, vẫn còn rất nhiều sự quan tâm chăm sóc của gia đình. Xin cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Tiến Đạt với những chia sẻ của ông ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chuyên mục Đối thoại mỗi ngày, và tiếp sau đây sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.